Chiều chiều ở chợ Đồng Xuân, để mà nói quán nào đông nhất thì chắc chắn là quán bánh mì mini Hải Phòng này. 10k một cái mini thì mọi người xem chất lượng như thế nào nhá. Sốt này sốt chanh vậy? À sốt chanh ạ. Chanh và ớt là nhà tự làm đấy ạ. Kể từ cái nhỏ nhặt nhất là cái ớt cũng phải là thật là ngon. Nhưng mà ở Hải Phòng là họ có sốt chanh, hôm nay mình tự nghĩ ra. Cái này tự nghĩ ra, các bạn ở Hải Phòng các bạn nên xem cái bạn nào review đấy. Tàu xuống này, đó là bán ăn xong bảo ôi chị ơi, không có nghĩ là hôm nay là có bánh mì nó lại có cái hay hay ngon ngon này. Cái này là xà xíu ở chị? Xà xíu đúng. Cả Hải Phòng hay là Nam Bắc thì không có cái thịt xà xíu gì luôn. Một cái bánh mì bể xíu này thôi này, 10.000 một cái nhá. Một cái bé xíu như thế này đầy đủ pate, xá xíu, ruốc, hành phi và rau. Ngon vãi trời ơi. Kiểu cắn vào thôi, lưỡi mới chỉ chạm vào cái vị thôi nhá, chưa kịp nhai nhá. Cảm giác cái hương vị là lạ, chua chua, cay cay. Bánh thì ngập nhân, cắn tới đâu có thịt và ruốc tới đấy. Thịt xà xíu nướng cũng rất là lạ, đúng là không thể lẫn với hàng nào khác. Tôi có đi Hải Phòng rồi cũng chưa ăn cái bánh mì kiểu như này bao giờ. Chất lượng thật sự đấy các bạn ạ, một người phải ăn đến 4 cái.